Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nông Trại Xanh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nối ống bị gãy, nối ống lại với nhau không cần đầu nối. Tại vì nhiều khi ra vườn cần đầu nối thì rất là tốn kém, cho nên nối như vậy nó sẽ lẹ và không bị xì luôn nha các bạn. Ở đây mới bơm xài hệ thống bát tưới 5,5 ba pha, áp lực cao nhưng mà nó vẫn không bung luôn. Với cái cách nối ống này các bạn vừa làm vườn rất là lẹ. Đây là cái bếp phun mưa của mình. Đây bên vườn ở đây ông chủ xài hệ thống phun mưa, tưới phun mưa. Mỗi lần có nhiều xài nhiều loại lắm. Như tưới gốc nè, nhưng mà tưới gốc thời gian giờ một thời gian rồi thấy cảm thấy không có phù hợp nữa, chuyển sang tưới phun mưa. Có tưới súng cánh đập, mà cánh đập nó đầu nó không có phù hợp cho lắm, cho nên cũng thay đổi luôn. Hệ thống phun mưa này, bát tưới phun mưa này thì nó phù hợp nhất, tưới đều cây là nó rải đều hết. Ở đây là cây súng tưới của mình nó bị gãy rồi nè, do máy cày xịt thuốc nó bị quẹt, nó cán gãy luôn. Giờ mình sẽ tiến hành nối ống không cần đầu nối luôn, rất an toàn và lẹ luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ lấy cái kìm cắt ra ngay chỗ nó nứt, bỏ khúc đó đi. Với cây kìm cắt ống này thì mình thao tác nó rất là dễ, rất lẹ, đỡ hơn cây cưa. Thì cây kìm cắt ống này thì cắt khoảng từ ống 42 đổ xuống. Rồi trước khi cắt đó, mình xay nó cá nhẹ, nó ăn tới rồi xong mình bóp, xong rồi mình xay cái nữa. Rồi lúc đầu đó, cắt bằng cây kìm này cứ bóp dặn dặn, nó làm cái bóp nó gãy cái mẻ cây kìm hết. Sau này đó, giờ biết cách rồi, sử dụng rồi thì mình dặn sơ cho nó ăn rồi xong bắt đầu mình bóp. Tới cái rừng đó cuối cùng ấy, mình dặn cái nó đứt gan à. Rồi bắt đầu mình tiến hành khò ống, thì lửa cho đều là được rồi. Mình chỉnh lửa cho đều ở bên khò xung quanh, và xung quanh cho mềm ống, cho nó mềm vừa đủ thôi nha các bạn. Đừng có mềm quá thì đút ống vô cũng không được luôn. Các bạn nhớ khò ống đều nha, đều xung quanh hết luôn. Xong rồi bóp bóp thử coi nó có mềm mềm chưa. Nó đủ độ mềm rồi thì mình ngưng. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình quét keo đó, rồi xung quanh nó mềm hết rồi bắt đầu quét keo. Thì mình quét keo á là mình phải quét keo trước ngay cái đầu ống gãy tia trước đó, xong rồi mình mới quét keo ở ống khò nha. Bắt đầu mình cho ống vào nè, rồi mình cho khoảng một bên trước, xong bắt đầu mình tiến hành mình xay 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 từ từ cho nó nở từ 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 ra. Rồi bắt đầu nó vô hết rồi, đè nó xuống cái ác lần xưa là nó xuống à. Rồi khi xong rồi bạn bóp xung quanh cho nó cứng cứng tí, rồi mình dịnh cái súng lại một tí xíu, khoảng chừng 1-2 phút thôi cho nó đứng. Rồi xong bắt đầu mình thả ra là xong, như vậy là xong. Như vậy là mình khò nó ra nó một cây súng xong rồi, thì rất là thao tác rất là lẹ, đỡ tốn tiền mua cái đầu nối ống luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là nối ống với nhau không cần đầu nối nữa luôn, là ống 42. Rồi mình sẽ bắt đầu mình khò cái đầu nối này ra. Mình có thể từ cái đầu nối này mình có vừa tận dụng được cái mấy khúc nối mà cục cục cục, mình có thể nối dài ra thành một cái ống dài được. Đó, bây giờ mình tiến hành khò, mình khò cho đều hết, cho mềm xung quanh hết một cái khúc đầu nối thôi. Các bạn nhớ chỉnh lửa đều nha, lửa xanh nha. Này ống này hơi cũ rồi nên mà khò nó sẽ hơi nám một tí, mấy cái ống mới thì không có. Mấy ống mới thì khò xong rồi dán lại cũng nhìn giống gần như mới thôi. Rồi mình khò cho mềm nha các bạn, giờ cho nó mềm mềm hết.
xung quanh không có chỗ nào cứng, rồi mình khò ở trong ống này tí xíu, hay mấy cái dành đó, mấy cái dành thì nó phải mềm, ở trong nó hơi cứng cứng một tí không sao. Đó, mình cứ hành khò xong bắt đầu quét keo nè. Thì lúc nào trước cũng vậy, các bạn quét keo là quét keo cái ống mà không có khò trước nha. Tại khi mà nếu mà quét keo trên cái ống mình khò rồi mình quét á, nó quét keo vô nó là làm cứng cái ống, mình đút cái ống vô là không có được, khi đến độ nóng nó đã khô rồi. Đó, khi vừa quét keo xong bắt đầu phải dán liền nó đặt vô một bên dặn xung quanh nó dặn xong rồi nó út nó vô à, rất là lẹ luôn đó các bạn. Đó, như vậy là quét xong rồi đó, mình xay lại cho các bạn xem, nó thụt vô khoảng gần 5 phân luôn á. Đó, keo nó sẽ đùng ra ngoài đó, đều xung quanh hết trơn luôn, không bị hư hại gì hết trơn. Ống mình nói được tiết kiệm được dài thêm được 1 phút luôn, rất là bền nha các bạn. Mình đã làm hệ thống luôn hết rồi, mình đã test thử nghiệm hết rồi, bơm 5,5 người luôn mà cũng không hề hấn gì luôn á. Nên các bạn yên tâm sử dụng theo cách này, mình xin chúc các bạn làm đường ống thành công. Thì đây là cách nối ống đơn giản và hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho người nông dân. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.